Anh chính là người hôm nay hẹn gặp anh Bảo đó à? Đúng rồi, chào em. Trời ơi, vậy em bắt tôi đến đón anh à? À, xin lỗi em nhé. Ấy, còn tự cho mình là sếp cơ à? Ngồi lên trước đi. Ok, không sao. Cho hỏi anh muốn uống gì không? Ok, cho anh cà phê là được rồi. Không có cà phê, chỉ có trà thôi. Ok, trà cũng được em. Cảm ơn em nhé. Tôi quên mất, hết nước rồi. Trời tối rồi sao anh vẫn còn ngồi đây? À, chúng tôi còn chưa bắt đầu bàn bạc cái gì mà. Anh Báo rất là bận, vậy cô cứ ngồi đây mà đợi đi. À, mời anh Linh ngồi. Trước khi mà nói về dự án lần này của chúng ta thì anh Linh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? À, nghe nói anh với trợ lý của tôi có một chút chuyện gì đó không vui vẻ cho lắm. Nếu như liên quan đến trợ lý của anh ấy, thì tôi không có gì để nói hết. Hả? Ý anh là sao? Trợ lý của anh thì ăn mặc rất lịch sự và cũng biết rằng là khách thì nên ngồi phía sau. Và đó là cái lễ nghi cơ bản của một người đi kinh doanh. Đối diện với tôi ấy, thì nói năng rất là ngạo mạn và vô lễ. Vậy thì nếu như không có thù hằn với tôi thì chắc chắn đó là làm theo ý của anh. Và tôi biết ấy, thì anh Bảo 10 năm nay cũng đã gặp được vô số người rồi. Tại sao lại giữ một người cao ngạo, vô lễ ở bên cạnh mình để mà tín nhiệm như vậy? Hơn nữa, cô ấy làm việc gì đó là việc của cô ấy. Còn việc của tôi làm gì đó là việc của tôi. Nếu như vì cái chuyện này mà mình lại nổi giận thì chẳng khác nào là mình đang lấy lỗi lầm của cô ấy để trừng phạt chính bản thân mình. Anh nói đúng. Là do tôi lần này bảo trợ lý của tôi làm như vậy. Bởi vì tính chất dự án lần này rất là quan trọng, cho nên chúng tôi không chỉ cần những người có năng lực, có phẩm chất, mà cần những người có sự kiên trì và nhẫn nại. Hy vọng là sự hợp tác lần này của chúng ta sẽ tạo nên sự thành công vượt bậc cho cả hai công ty. Vui vẻ.